Thế mà bây giờ đấy có những người họ không biết là họ cố tình hay là họ như thế nào. Họ suốt ngày họ lên họ bảo họ là Phật tử. Họ chỉ trích các sư là những kẻ ăn bám vân vân. Có phải sư nào cũng ăn bám đâu. Có những sư họ làm gì, làm từ sáng trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, làm đầu tắt mặt tối để cống hiến cho xã hội ấy. Nhưng bây giờ cái từ sư ở đây là gì? Là chỉ cho những người xuất gia. Mà người xuất gia thì đương nhiên cũng có người này, người nọ, người kia. Hay Phật tử lại chỉ cho gì? Chỉ cho những Phật tử tại gia của chúng ta là có niềm tin vào Tam Bảo, đã quy Tam Bảo. Phật tử ưu bà tắc, ưu bà di cư sĩ, đó là tiếng Phạm. Còn tiếng Việt chúng ta là gì? Là nam Phật tử hay nữ Phật tử vân vân. Khi nói đến Phật tử thì không phải Phật tử nào cũng xấu và Phật tử nào cũng tốt. Cũng có những Phật tử gì? Quy Tam Bảo rồi đấy. Nhưng mà khổ, đến chùa không phải là chỉ để tu, mà đến chùa chỉ để kiếm chuyện. Thậm chí phát hiện ra mấy khóa tu vừa qua có những trường hợp mặc áo nâu, mặc áo lam, mặc áo nâu. Đến chùa chỉ dành cái sơ hở để gì? Trộm đồ của các Phật tử khác thôi. Có ấy, bắt được mấy lần rồi đấy. Bắt được thì lại khóc, lại bảo là con là Phật tử ở chùa A, chùa B, con ở chỗ nọ, chỗ kia. Khóc xin và con là Phật tử, các thầy thương con là Phật tử, con chót dại, con này nọ kia. Lúc đấy bỗng nhiên con nổi lòng tham. Thì thôi, thế họ xin lỗi, họ sám hối thì chẳng nhẽ mình lại đưa họ ra chính quyền, thì đưa ra công an, khổ lắm. Nhắc nhở xong rồi bảo rút kinh nghiệm, viết cái bản kiểm điểm mà từ nay trở đi không được đến chùa để làm những cái trò đấy nữa. Thì họ cam kết hay là cho về thôi. Nhưng cũng có một vài trường hợp nữa thì nó nhây quá, nó ngang quá thì về đem ra xã giao cho các bác công an. Vừa qua cái pháp hội Vũ Lan vừa qua cũng phải giao một hai trường hợp cho các bác công an. Ra công an đấu tranh cả đêm mà nó vẫn gì? Nhây lắm, mà ngang lắm, mà lý luận lắm. Các bác công an, bác trưởng công an vẫn nói là: thầy ạ, tôi vừa nói một câu, bài nói đến hàng chục câu, kinh quá đấy thôi. Bà không hiểu mà bà cứ xưng là bà Phật tử. Bà Phật tử gì mà Phật tử ghê thế. Thầy mới bảo là chắc gì đó là Phật tử bác. Cái mác là Phật tử thôi. Cái mác là Phật tử đâu. Cái mác bên ngoài là bà ấy mặc áo nâu là 100% rồi. Đấy, những cái hình tướng bên ngoài là bà mặc áo nâu để vào chùa. Đây là mác bên ngoài là gì? Là cái mác mặc áo nâu. Miền Bắc mình thường Phật tử đến chùa thường mặc áo nâu. Miền Nam thì thường mặc áo lam. Nhưng bây giờ miền Bắc cũng có một số người mặc áo lam cũng không sao. Miền Nam cũng có một số các Phật tử mặc áo nâu cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng miễn là gì? Phật tử Việt Nam chúng ta là hai màu chủ đạo là màu nâu và màu lam. Đấy, họ mặc vào bên ngoài cái tấm thân là chiếc áo nâu đến chùa thì đấy là bên ngoài họ nói là Phật tử rồi. Và cái bên trong là gì? Cái miệng họ phát ra lúc nào nó cũng bảo tôi là Phật tử. Tôi đến chùa ABC này nọ kia đổ oan cho tôi thế này thế nọ thế kia, có bắt được tận tay được không? Khổ, có người thì nhìn thấy móc túi lấy hai cái điện thoại của Phật tử khác rõ ràng, nhưng mà sợ không dám nói, không dám kêu lên, chỉ âm thầm đi theo. Khi mà thấy cái chú bảo vệ nhà mình mới bảo là, mới nói nhỏ là cái bà kia là bà móc túi lấy hai cái điện thoại Phật tử rồi. Thế là mấy cái chú nhà mình nghe thấy một cái thì bắt đầu thì xì xào mới cái chỉ trỏ trỏ. Cái dân móc túi, xin thưa vị, họ tinh lắm, chúng ta chưa đủ trình để bắt họ thì để họ thoát là đúng thôi. Nhìn vào họ mà chỉ trỏ trỏ là họ biết ngay là họ đã bị gì, bị lộ rồi, cho nên nó tuồn cái điện thoại sang cho một người khác, người khác đem vứt vào sọt rác. Có người nhìn thấy nó đưa điện thoại cho người khác vứt vào sọt rác. Nhưng mà chỉ nhìn thấy rồi nó cãi gì? Cãi trắng trơn hết. Cãi trơn hết, cãi không có một cái gì luôn. Bác trưởng công an nó bảo nó ghê, bài ghê lắm thầy ạ. Tôi vừa nói một tiếng, bà nói đến chục tiếng luôn. Kinh chưa? Đúng là có ăn, có học nhưng mà không có hành. Cho nên nó tăng trưởng chi kiến gì? Chi kiến ác là như thế các vị. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác.
Đến chùa nghe pháp không phải là để tu mà là để gì? Để đối phó, để tăng trưởng lòng tham. Thì thật sự là đau đớn thay, xót xa thay. Và có một số những người bảo gì là Phật tử, nhưng không phải là hộ trì chính pháp mà suốt ngày lên chửi gì? Chửi chư tăng, chửi người xuất gia, chửi Phật tử. Phật tử khác vào nói thì bảo là ngu, là sân si, là bênh, thế này nọ kia. Nhưng thực sự có một số các vị tăng mà gì xuất gia không tốt thì chúng ta có được quyền lên tiếng không? Có. Nhưng ta được quyền lên tiếng bằng cách là gì? Lên tiếng thẳng những vị đấy. À, các cụ ngày xưa gọi là chỉ mặt đặt tên, hay là dây mặt chỉ tên là như thế. À, chỉ mặt cái gì đó, chỉ mặt cái gì đó, cái câu đấy lâu lâu rồi không nói. À, đại khái là thế. Nói là gì? Nếu mà thấy cái vị đó thực sự sai, có bằng chứng mà sai đến nỗi không thể sửa được, nếu sửa được thì chúng ta gì? Chân thành góp ý, đóng góp để cho các thầy ấy sửa. Vì đều là phàm tăng, phàm phu cả mà. Nếu mà là thánh tăng thì đâu cần chúng ta phải nhắc nhở, phải sửa nữa, mà người ta lại đi độ mình rồi. Vì người ta còn là phàm tăng thì trong quá trình tu tập thì cũng có nhiều cái sai. Thì cái sai gì mà còn có thể sửa được thì chúng ta góp ý cho các thầy để các thầy sửa. Chúng tôi nhiều khi về cũng được các Phật tử góp ý nhiều mà. Nhiều cái các Phật tử góp ý chúng tôi thấy vui lắm. Thậm chí là thấy là mình nhờ những sự góp ý của các Phật tử ấy mà mình nhìn lại được chính mình. Có những lúc mình khởi cái tâm gì, cái tâm gọi là cống cao ngã mạn một chút, Phật tử nói đúng cái việc mà mình đang gì, đang dùng cái tâm cống cao ngã mạn đó, mình liền nhìn lại mình, à không được rồi, không được rồi Thịnh ơi, như thế là sai rồi Thịnh ơi, Thịnh như thế là sai rồi, Thịnh phải thay đổi đi, không có là gì, Thịnh không được về Tây Phương một đời này đâu. Mà Thịnh không được về Tây Phương thì Thịnh có khi gì, cánh cửa ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ nó mở ra, nó đón Thịnh vào đó. Thịnh ơi là Thịnh ơi. Không nói thật đấy. Không thể nói rất thật đấy các Phật tử. Cũng có những lúc mà trong quá trình mình tu tập mình còn là một phàm phu tăng, có những lúc mà mình còn chạy theo gì, theo bên ngoài, mà mình quên đi cái bản tâm, bản nguyện, bản hạnh của mình. Được người khác nhắc nhở cho mình mới bất chợt nhìn vào bên trong, xét ra tâm nguyện mình, thấy nó sai với ban đầu chút chút, rồi liền là về gì, hồi tâm chuyển ý, ăn năn sám hối, quay trở lại với cái bản nguyện xuất gia ban đầu của mình. Có đấy. Học Phật thì học từ tất cả. Như các cụ ngày xưa nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Học từ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ học với người trên, học với cả người dưới. Những người xuất gia như chúng tôi thì nếu mà khéo léo thì học với cả các Phật tử nữa. Vì các Phật tử có những cái các Phật tử biết rất sâu. Có những cái các Phật tử thì làm rất đúng, mà mình chưa làm được thì phải học thôi. Đấy mới là người xuất gia cầu học, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh mà. Trong quá trình thượng cầu Phật đạo không chỉ có cầu với Phật mà gì? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là người đã thành Phật, còn chúng sinh là Phật sẽ thành ở trong hiển kiếp tương lai. Cho nên những cái gì tốt của người khác mà mình học được thì cũng đó là gì? Là như là học với Phật, có gì đâu mà phải xấu hổ, mà phải giấu giếm các quý vị. Cho nên trong cái bộ văn khuyên phát tâm Bồ Đề này, tổ tuy đã nhập Niết Bàn từ năm 1734 đến nay là bao nhiêu? Mấy trăm năm rồi đúng không? Hơn 300 năm rồi. Nhưng chúng ta học để chúng ta xem những cái lời dạy của Tổ
những cái lời khuyên hậu học chúng ta phát tâm Bồ Đề như thế nào cho đúng, tu như thế nào cho chúng. Thì trong cái bài khuyên phát tâm Bồ Đề của Tổ này sẽ dạy chúng ta một cách rất là gì? Rõ ràng, rất là minh bạch và rất là tỉ mỉ. Và trước khi chính thức vào giảng về cái văn khuyên phát tâm Bồ Đề của Tổ buổi đầu tiên hôm nay, Thầy nói như vậy để cho chúng ta gì? Gọi là khơi mở cái tâm Bồ Đề ra một chút. Giống như chúng ta mỗi người đều cầm chiếc đèn ở trên tay. Có những vị chưa có dầu thì Thầy bảo các vị đổ dầu vào. Có những vị có dầu nhưng chưa có tim, có bấc thì Thầy bảo gì? Cho tim, cho bấc vào. Có những vị có đầy đủ dầu, tim, bấc rồi nhưng mà chưa có cái bóng đèn thì Thầy bảo là gì? Cho cái bóng đèn vào để khỏi gì? Khỏi gió to, đèn tắt mất các Phật tử ơi. Chứ không phải là từ sáng tới giờ Thầy nói gì? Nói lan man, nói không đúng trọng tâm. Thầy giảng về văn khuyên phát tâm Bồ Đề mà chả thấy đâu. Chỉ Thầy thấy kể chuyện. Chuyện để làm gì? Chuyện để dẫn dắt chúng ta vào đạo, vào cái bộ khuyến phát Bồ Đề tâm văn này. Và trước khi học ở chính văn thì Thầy nói sơ qua về lịch sử của vị Tổ. Có cái lời văn khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề tha thiết chí thành như thế này. Ngài chính là Ngài Thật Hiền Đại Sư, tự là Tư Tề, hiệu là Tỉnh Am. Cho nên các vị thấy Thầy nói là Ngài Thật Hiền Tỉnh Am Đại Sư là như thế. Đó. Thì tên ở trong nhà Phật của Ngài là gì? Là Thật Hiền Đại Sư. Tự là gì? Là Tư Tề, hiệu là gì? Là Tỉnh Am. Ở trong này có những sách dịch là Tỉnh Am, như là Tỉnh Am Đại Sư. À, ví dụ như Thầy này, pháp danh là gì? Là Thích Đạo Thịnh, là tên của gì? Pháp danh xuất gia mà Thầy Tổ đặt cho. À, còn gì? Còn hiệu là gì? Hiệu là Thường Chiếu. Tự là gì? Pháp Tịnh. À, ngày xưa đi học rất thích cho Thầy, thực sự rất thích cái tên là Thường Chiếu. Thích lắm ấy. Chỉ mong là Thầy đặt cho mình cái tên là Thường Chiếu. Nhưng mà khi Thầy đặt pháp danh, Thầy đặt tên là gì? Là Đạo Thịnh. Mong lắm nhưng mà không được tên là Thường Chiếu, mà tên là Đạo Thịnh. Lúc đó Thầy đặt cho cái tên đó là sướng lắm rồi. Nhưng mà trong lòng vẫn mong muốn là gì? Từ khi bước chân vào chùa vẫn thích cái tên là Thường Chiếu. Vì ngày xưa đọc các quyển sách về cái vườn tổ sư á, thấy ở Trung Quốc cũng có vị thiền sư là Thường Chiếu, Việt Nam chúng ta cũng có vị thiền sư là Thường Chiếu, và đặc biệt là đọc cái quyển sách của Hòa Thượng Thanh Từ, quyển thiền sư Việt Nam của Hòa Thượng Thanh Từ, thì thấy Hòa Thượng Thanh Từ cũng có một cái thiền viện là thiền viện Thường Chiếu, cho nên là thích lắm, thích cái tên là Thường Chiếu, nhưng mà không được sư phụ đặt cho. Sau này khi thọ giới sư bác rồi, hỏi sư phụ là bạch sư phụ tại sao sư phụ lại đặt tên con là Đạo Thịnh. Sư phụ ngồi một chút, sư phụ nói là gì? Tôi đặt tên cho các bác tôi đều có cái ý tứ cả, chứ có cái mong muốn chứ. Tôi mong muốn cho các bác xuất gia. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, rèn luyện ba nghiệp thân khẩu ý làm sao cho nó tốt. Dưới thì lo để tùy duyên tùy nguyện để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, làm cho đạo Phật của Việt Nam chúng ta, Phật giáo của Việt Nam chúng ta ngày một phát triển, ngày một hưng thịnh. Cho nên mong cho đạo pháp được hưng thịnh, cho nên tôi đặt tên cho bác là Đạo Thịnh là như thế, ráng mà tu, đừng làm thất vọng tôi. Khi mà nghe thấy sư phụ nói như thế, mình mới thấy yêu cái tên Đạo Thịnh hơn một chút xíu. Không, nói thật đấy, nói thật mà.
Ngày xưa Thọ Giới Sư Bác mới dám hỏi thầy cái tên, cái pháp danh ấy. Còn thực sự là mình rất thích cái gì? Cái tên là Thường Chiếu, thích lắm ấy. Nhưng mà đâu có dám đòi thầy cho con cái tên đấy đâu. Trứng thì khôn hơn vịt thì chết toi luôn, đúng không? Con lại đòi khôn hơn mẹ thì con gì? Đứt luôn. Đó. Cho nên là thôi, trong lòng thích thì cứ thích vậy thôi. Nhưng mà tận sau này đến khi đi học ở trung cấp ấy, thì bắt đầu mới nghe chính học cái bài văn phát Bồ Đề Tâm Văn này này. Nghe Hòa Thượng thầy phải gọi là gì nhỉ? Gọi là ông trẻ đó. Gọi là ông trẻ. Nói như ở ngoài đời chúng ta trong sân môn gọi là ông trẻ. Kiểu đấy. Nôm thế chúng ta dễ hiểu. Đó, bởi vì là sư đệ của cụ tổ Vạn Niên, của cụ tổ Chùa Hương mà. Sư đệ của cụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành là ông của chúng tôi. À, gọi là ông trẻ. Nói thế gian đấy cũng dễ hiểu như thế. Đấy, cụ Hòa Thượng cụ dạy cái môn này. Thế về cụ mới nói là cũng nói về giải thích về ngài Thật Hiền Tỉnh Am Đại Sư. Thế cụ mới nói là ngày xưa các thầy các tổ xuất gia thường hay có tên gì, hay có pháp danh, lại có tên hiệu, lại có tên tự. Đấy. Thì khi đó là cụ giảng về thế nào là tên hiệu, thế nào là tên tự. Đấy, thì khi đó mình mới thấy là thế thì thấy cũng hay. Thế thì mình có cơ hội để đặt thêm cái tên gì? Tên hiệu là Thường Chiếu rồi. Cho nên các vị mà ai mà có cái quyển sách của thầy ngày xưa mà đi học thì có cái khắc cái dấu một cái bông hoa sen. Một bông hoa sen và cái chữ là Thường Chiếu ở đó là ký hiệu, đấy là sách của thầy ngày xưa. Mà bây giờ các sư, các đệ tử của thầy nó cho gần hết rồi. Nhà mình đúng là cũng phát Bồ Đề Tâm ghê lắm, hành Bồ Tát Đạo ghê. Bao nhiêu sách của thầy, bây giờ tìm lại nó chỉ còn khoảng độ tầm 5% hoặc 10% thôi các vị. Ngày xưa có vẻ phải đến, nó phải đến hàng chục ngàn, thậm chí là hơn chục ngàn cái đầu sách. Thầy đi học thì 8 năm trời thì chỉ có đi tụng kinh độ đám, cầu an, cầu siêu để thỉnh kinh sách của Phật thôi mà. Ngoài ra chả có làm gì cả. Ngày xưa chăm đi tụng kinh độ đám lắm. Hôm rồi thầy nói là thế, có những lần mà đi tụng kinh từ 9 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Mà trời mưa, tháng 11, mưa ngày xưa nó rét 9-10 độ căm căm như thế mà mưa bay bay nữa. Đấy, mặc cái áo mưa với mấy cái áo len vào bên trong rồi mặc cái áo mưa ra ngoài đi tụng kinh từ 9 giờ đêm cho đến khoảng độ 2 giờ sáng là xong một nhà. Từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng là xong một nhà. Thế là người ta dậy sáng xong xuôi công việc đâu vào đấy thì hai nhà làm hai cái lễ xuống chùa. Mỗi gia đình một cái lễ, cả một cái mâm lễ hoa quả to đùng với lại cái phong bì dày cộm 50.000. Không, các đừng cười. Từ năm 2001 là cũng 50.000 là nó phải bằng mấy chỉ vàng rồi đấy các vị ạ. Chỉ vàng, hơn chỉ vàng rồi đấy. Đấy là nhà thì thuộc cái dạng nhà gọi là một trong những nhà giàu nhất cái xã Yên Sở ngày đấy rồi đấy. Đấy. Ngày đấy vàng hình như nó mới có mấy triệu, 2 triệu mấy hay 3 triệu một cây thôi. Đấy, cái năm 99, 2000, 2001 đấy. Đấy. Bình thường đi họ cúng 10.000. Lễ tạ các sư 10.000 và 20.000. Đi tụng kinh động thổ này, tụng kinh về nhà mới này. Rồi nói chung là nhà họ có cái lễ gì họ nhờ đến sư là sư đi hết. Vì sao? Vì đi cấy thì các vãi với xã không cho cấy rồi. Gạo thì thóc thì xã họ cho hai tạ thóc ăn quanh năm rồi. À. Còn tiền tam bảo, các Phật tử cúng dường đến lễ nhân dân, đến lễ ở trên chùa chỉ có một ngày rằm mà có người đến lễ thôi. Hoặc là gia đình họ có người mất họ mới đi xuống lễ thất chay tuần gì đó 35, 49. Hoặc là nhà nào có người đi cưới
con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại họ cưới thì họ tín tâm lắm, họ làm cái lễ xuống chùa thì 200 đồng con, 500 đồng con và 1.000 đến 2.000 đồng con. 2.000 cái tiền ngày xưa ấy. Đấy. Mà ít lắm, cả ngày có khi cái chùa quê, cả ngày có khi chỉ vài Phật tử đến chùa thôi. Xin lỗi các Phật tử, phải nói thật là có cụ muốn đến chùa quá nhưng mà gì? Con cái nó không có tín tâm, nó không cho. Nó không cho cái gì. Khổ. Móc móc trong cái túi mãi mới ra được một rúm gạo. Tức là sao? Đi chùa, thấy các Phật tử khác có bát gạo, có cân gạo để cúng. Ngày xưa thầy mới về cái chùa Ngọc Tân là thế, các cụ ạ. Mới về chùa Khai Nguyên cũng thế này. Các cụ đi chùa là cụ nào, thường thường cụ nào cũng có một rúm gạo con. Nhà nào mà giàu lắm thì được khoảng bát gạo hoặc là nửa cân gạo. Chứ không có cân gạo đâu. Tháng đôi lần các cụ mà đến chùa như thế. Cứ mồng 1 là ngày rằm, tháng đôi lần như thế các cụ đến chùa. Thế đến các vãi ở chùa thì làm cái mâm để ra trước cửa Tam Bảo. Các Phật tử đến móc móc ở trong túi ra, cho vào cái khăn ấy. Có cụ cho vào cái khăn mùi xoa ngày xưa ấy. Gói vào khăn mùi xoa ngày xưa nó khoảng được, tính có cụ chỉ đó khoảng độ một vốc, hơn vốc gạo này thôi. Khổ lắm. Có những trường hợp phải lấy trộm các con. Không biết có không, đây có không? Ngày xưa có ai đi như thế không? Vì nếu mà gì bảo là cho tao cân gạo đi chùa thì thương các con. Vì các con nó cũng còn gì? Nó đi làm vất vả nó mới đong được 5 cân gạo hay yến gạo. Tháng 2 lần mẹ đi chùa, bà đi chùa thì mang nửa cân gạo đi rồi thì nó về nó thấy vơi đi nhiều quá, nó hỏi thì chết toi. Cho nên chỉ dám gì? Vốc một tí vào cái khăn mùi xoa ấy. Để quấn nó lại. Cho vào cái túi ấy. Đeo lại còn sợ con thì cháu nó thấy đi ra đi vào nhìn cứ như là kẻ trộm. Khổ lắm. Không, cái này có thật, chuyện thật 100% các quý vị. Ngày xưa thế đấy, nó khổ. Khó, nó khổ. Cho nên các cụ đi chùa, cụ nào mà có mấy đồng con đấy, 1.000, 2.000, 500 đồng, 200 đồng con mà cho vào cái bên này thì để gạo, về thường các Phật tử ở chùa quê là thường một mâm này thì để gạo một cái đĩa nhỏ nhỏ đấy, để tiền các Phật tử gọi tiền giọt dầu nén nhang và tiền sắm lễ. Vì các chùa thì mùng một ngày rằm nào cũng phải in oản, thổi xôi in oản để trước là cúng Phật, sau là tán lộc, và mua mấy bùng chuối tùy theo Phật tử đông hay là ít. Ít thì mua mấy nải chuối. Ví dụ chỉ có khoảng độ tầm 20-30 vãi chẳng hạn thì chỉ mua khoảng độ 3 nải chuối thôi. Về cúng lên trên ban Phật rồi còn không được cúng cả nải chuối. Vì sao? Vì cúng cả nải chuối thì không đủ, cho nên nải chuối thì xé gì? Xé thành, chia thành một nải, chia thành 4-5 cái lễ. Đó. Vì sao? Trên Tam Bảo thường có ban ở ngoài, ban ở trong, ban Đức Ông, ban Đức Thánh Hiền, rồi ban thì hộ pháp, thiện hộ pháp ác, rồi ban... nhiều lắm, những chùa cổ ngày xưa nó nhiều ban, cho nên mấy nải chuối là có khi những cái ban nhỏ nhỏ chỉ được đặt một quả chuối thôi. Ban to to thì được 3 quả chuối, ban chính giữa Tam Bảo thì có được để nải thì mới để nải. Đây là những ngôi chùa mà nông thôn ngày xưa nó khó khăn. Mà thầy ngày xưa đi chủ trì trong năm ngôi chùa nó kiểu như thế. Cho nên thấy các Phật tử đi chùa như thế là ngày xưa đấy. Bây giờ chúng ta đi thì hoành tráng lắm. Ngày xưa các cụ đi vất lắm. Đấy. Thầy đang nói là gì? Nói là để mà cái việc đi chùa đi chiền ngày xưa với bây giờ thì xin thưa quý vị là khác nhau một trời một vực. Đi cúng đi kiếng, đi không đi cúng thì các vị bảo là cứ bảo là không đi cúng. Sư đi chùa thì sư thì hoằng pháp, sư suốt ngày đi cúng. Xin thưa các vị, mới vào chùa làm chú tiểu, làm sư bác, hoằng pháp ai nghe? Trình độ Phật pháp thì chưa có, đạo hạnh thì chưa gì? Chưa cao. Thuyết pháp ai nghe? Không ai nghe. Mà biết gì mà thuyết? Mới vào chùa được 2-3 năm, 5 năm
7 năm gì đấy, học cho bản thân còn chưa xong, thuyết cái gì? Thuyết vớ, thuyết vẩn ai người ta nghe? Cho nên, xin thưa vì ngôi chùa thì sư phụ để cho đi trông nom chùa cảnh sớm. Chùa thì nhiều, tăng ni xuất gia thì ít, ngày xưa ở miền Bắc chúng ta thế mà. Chùa nhiều, tăng ni ít, mỗi có thầy có khi trông đến hàng chục ngôi chùa, đi đi lại lại cũng không hết được. Vì sư trong cái thời sau thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ ở miền Bắc chúng ta, các sư xuất gia rất là ít. Đến thời chúng tôi xuất gia cũng vẫn còn ít. Cho nên chùa chiền thì sư phụ giao cho các vãi quản lý từ A đến Z rồi. Một tháng hai lần mở hòm công đức. Nho ăn 3, 4, 5 trời thì mới đủ tiền đảo ngói nhà Tam Bảo, sửa sang lại cái ngôi Tam Bảo nhỏ nhỏ khoảng 120m2, 140m2 gì đó. Bé tí tí thế thôi. Mua miếng đậu, vãi đi mua miếng đậu một tháng, sư phụ về 2 lần. Phải vãi về lên báo cáo ngày hôm nay mua tiền, mua một bìa đậu hay hai bìa đậu, mua rau muống hay rau cải cái gì đó, làm một giấy dài như thế báo cáo sư phụ duyệt. Cho nên mình đi học thì phải hoàn toàn là phải tiền Tam Bảo cúng vào đấy thì các Phật tử giữ để lo để tu sửa chùa cảnh. Mình đi học thì đóng học thì nhà trường cho rồi, không phải tiền đóng học. Tiền ăn nhà trường cũng cho rồi, không phải tiền đóng. Nhưng mà phải tiền sinh hoạt, mua sách, mua vở, kinh, thỉnh sách để mà học nhé. Cho nên bắt buộc là phải đi tụng kinh, đi độ đám. Ai bảo cái gì thì cũng đi làm cái đó. Hôm qua hôm kia thầy mới nói là đấy, nói là đi tụng kinh, hôm nay giảng trên Lào Cai thì mới nói đấy, đi tụng kinh từ 9 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Đấy là ngày xưa, đấy là cái đám mà gì mà thầy đi cúng này, gọi là được người ta lễ tạ nhiều nhất trong một đêm. Hai nhà tụng để cho họ bốc mộ ấy. Từ khi nhà này bốc mộ xong cho đến 2 giờ sáng, từ 9 giờ đêm tụng kinh đồng thổ cho họ. Xong rồi chờ họ gì, tụng kinh để cho họ làm hết. Xong xuôi đâu vào đấy mà cái họ chuyển sang, họ chôn sang chỗ mới, xong bắt đầu lại sang nhà thứ hai 2 giờ sáng là đồng thổ cho họ làm lễ để họ đồng thổ, xong để bốc, xong đến 5 giờ sáng bắt đầu cải cát an táng, xong rồi chôn xong đâu vào đấy đến 6 giờ sáng đi về. Thế là vừa đến lúc là thỉnh chuông xong bắt đầu là đi học luôn đấy, kiểu thế. Họ lễ tạ cho mỗi nhà 50.000 được mấy quyển sách. 50.000 ngày đó mà cái quyển sách như thế này, quyển sách tầm mỏng mỏng như thế này, quyển Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm Văn mỏng mỏng thế này, ngày đó khoảng 7.000 thôi các quý vị. 7.000 thôi. 50.000 có nghĩa là được gần gì? Gần chục quyển sách như thế này. Mà tôi thì lúc xuất gia thì rất là gì? Yêu sách. Và kính sách, trọng sách, thích sách. Cho nên là tất cả cái tiền đi cúng, đi bái, đi độ đám đó, đến chiếm đến 95-97% là gì? Dành cho thỉnh kinh sách. Cho nên mới nhiều kinh sách như thế. Mà thỉnh về là để học, chứ không phải là thỉnh về để trưng bày, để làm bảo tàng hay là làm thư viện. Đọc nghiến, đọc ngấu, có những quyển hay đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, đọc đến hàng chục lần, có những quyển đọc đến hàng chục lần. Cái quyển Khuyến Bát Phát Bồ Đề Tâm Văn ngày xưa đọc đi đọc lại 4-5 lần. Đặc biệt là quyển Chỉ Quán Tọa Thiền phải đọc đến mấy chục lần. Gần như là gì? Là đọc để thành cái pháp môn tu của mình. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, đó, để mà có tiền để đi học, đi hành thì đương nhiên phải đi tụng kinh, đi độ đám thôi. Ngày đấy là thế, không có cách chi khác. Mới xuất gia thì lên giảng ai nghe. Có ngày đầu tiên bắt đầu năm 99 bắt đầu thầy học giảng. 97, 98 bắt đầu nhập học trường trung cấp. 98 bắt đầu Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ với cụ Hiệu Phó là Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Viện Chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành, ông chúng tôi
các cụ mới chủ trương là lớp của chúng tôi là có hơn 100 tăng ni, nhưng có 10 thầy tăng. Có 90 mấy thầy ni, có 102 thầy, nhưng có 10 thầy tăng. 92 thầy ni, tức là 1 trên, trên 10, 1 trên hơn 10 một tí, cho 1 trên 10. Thế cho nên các cụ bảo là Phật giáo mà như thế này thì nguy. Để cho đào tạo học xong mới cho học giảng thì thiếu giảng sư trầm trọng. Cho nên cụ Pháp chủ, ngày đó cụ chưa lên Pháp chủ đâu, cụ mới là Phó Pháp chủ mà là trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi. Cụ mới chỉ đạo là phải cho các vị sang năm thứ hai rồi tăng lên năm thứ hai là cho học giảng được rồi. Đấy, cụ bắt là 10 vị tăng lên giảng. Các thầy ni thì các cụ bảo lên giảng, các thầy sợ không dám giảng. Nhưng mà các thầy tăng thì cụ bắt giảng. Tất cả đều phải lên để tập giảng. Thì trong 10 thầy đã lên, mỗi người lên 3 buổi đầu tiên thì rụng mất 4 người. Còn là 6 người. Giảng cho thêm một tuần nữa thì rụng mất thêm 2 người. Là 6 người, tức là 10 người cho lên tập giảng thì đến cuối cùng các cụ chỉ còn cho 4 người lên tập giảng mà thôi. Đấy, giảng đến đợt thứ hai, lần thứ nhất thì 3 ngày thì rụng mất 4 người, lần thứ hai thêm 1 tuần nữa thì vòng 2 là thêm mỗi người 1 tuần thì rụng thêm 2 người nữa, và 10 người chỉ còn có 4 người các cụ cho tập giảng suốt 2 năm còn lại của trường trung cấp. Các vị biết cái buổi đầu tiên mà đến lượt thầy lên để tập giảng, các vị biết thầy tập cái gì không? Về phòng, lo lắng, bồn chồn. Mình lên giảng thì giảng cái gì đây? Nói cái gì đây? Kiến thức chưa có, đạo hạnh lại càng chưa có gì luôn. Mới xuất gia vào chùa có 3-4 năm mới làm chú tiểu còn chưa xong, vừa bắt đầu bước chân vào trường, cửa trường trung cấp, vừa thọ giới sa di năm trước năm sau đi học. Trình độ văn hóa thì 6 năm mới lên được có lớp 4. Học thì học bổ túc phọt phẹt. Bây giờ mới đi học, lúc đấy mới đang đi học bổ túc, đang học bổ túc năm nhất. Mà học bổ túc thì học bổ túc phọt phẹt. Buổi đầu tiên lên học, cô giáo bắt đứng bảng đọc cái, đọc lại tả là cái bài văn Trường Giang của Huy Cận ấy. Đấy, đọc cái bài văn Trường Giang mà đọc đến câu nào thì tất cả 40-50 em học sinh cùng lớp nó ở dưới nó cười bò ra. Nó càng cười thì mình càng xấu, xấu hổ. Mà càng xấu hổ cô giáo chủ nhiệm càng bắt gì? Bắt đọc. Cuối cùng cho nó ôm bụng nó cười với nhau mà mình đau. Nghĩ trong bụng mà cay. Không chỉ cay ở trong bụng mà cay lên tận gì? Cay lên tận mũi, cay lên tận gì? Tận trên mắt ấy. Không chỉ cay nước mắt chảy ra mà cay thì cay đến nước mũi nó cũng chảy ra. Vì sao? Chú tiểu trong chùa mà bị các cụ ngày xưa nói gì? Khôn quan lại không bằng dạy tiểu chùa. Cay tiểu chùa mà lại bị gì? Bị ở ngoài nó cười. Cười vì gì? Vì ngu. Cười vì dốt cho nên cay quá mới phải đi gì? Đi học. Ngu thì mình mới phải đi học. Mà học đọc ra câu nào người ta cười bò ra như thế mình đau chứ. Mình là tiểu chùa đấy. Đau là sư bác rồi chứ đâu phải ít đâu. Thế là bắt đầu mới gì? Mới phải học. Đấy cũng là động lực các quý vị. Cho nên á, đối với Phật Pháp á, nếu mà chúng ta biết thay đổi, biết chuyển hóa thì cái gì chúng ta cũng có thể biến thành Phật Pháp được. Từ cái chỗ đó người ta chửi, người ta coi thường mình, chửi thì không chửi, cô giáo nói thôi. Nói chửi thì không đúng, cô giáo nói, nhưng mà nói rất là thâm. Chúng tôi không hiểu các anh, các chị đi học lớp 10, học cấp 3, học lớp 10, mà tả cái bài văn cứ gạch đầu dòng, 10 dòng là 10 cái gạch đầu dòng. Tôi có bảo các anh các chị như thế đâu, tôi có dạy các anh các chị như thế đâu. Khổ quá buổi đầu tiên đi học,
học 6 năm xét mãi mới lên được lớp 4. Mà cũng đã nghỉ đến gì? Nghỉ đến phải đến gần chục năm, hơn chục năm rồi. Buổi đầu tiên đi học bổ túc là học môn văn. Chúng cô giáo chủ nhiệm cô dạy cái bài Trường Giang Sóng Trước Xô Sóng Sau của nhà thơ Huy Cận ấy. Đấy, thì cô dạy thì mình, dạy thì mình, cô dạy đến đâu mình cứ nghĩ là học là phải chăm chép bài. Đấy, cô dạy đến đâu, nghe cô dạy thì mình cứ thế mình gạch đầu dòng, mình chép. Xong đến là hôm sau kiểm tra thì mình cũng thế thôi, mình cứ xem cái vở mà mình, cô giáo dạy cái gì thì mình cứ nghĩ là cô dạy cái gì, mình cứ gạch đầu dòng như thế, hôm trước mình ghi nào là chép thế. Thế là bài văn của mình được một quả trứng to đùng. Được quả trứng rồng to đùng các quý vị ạ. Đấy, mà đấy chính là gì? Là kỷ niệm mà sau chục năm hay là hơn chục năm gì đó nghỉ học và đi học lại ở mái trường ở ngoài, ngoài ở dưới Quốc Oai, trường bổ túc dưới Quốc Oai. Đấy, và cũng nhờ cái động lực đó mà gì bị các cô ấy nói như thế. Sau này mình mới biết là gì? Các cô ấy nói không phải là cô ấy coi thường các sư, coi thường sư bác, coi thường chú tiểu, mà là sư phụ của mình. Sau này tốt nghiệp rồi mới biết là sư phụ của mình gửi gắm một ni sư. Ni sư ở chủ động Hoàng Xá. Thì ni sư ở đó thì bảo là bữa trưa nào mà về đó đói thì ni sư cho chú nó ăn cơm. Hộ cái vì nó chùa con xa, nó đi về nó xa, nó vất vả, không nào học cả ngày thì nó vào đấy cho nó ăn cơm. Thế chả trách cho mình thấy là ni sư tốt với mình thế. Tất nhiên ni sư là người tốt rồi, rất tốt. Đức hạnh của ni sư rất là tốt. Nhưng mà mình thấy quý mình lắm, quý lắm cơ. Thương lắm, quý lắm, quý như là tiểu trong chùa của thầy, thậm chí quý hơn cơ. Đấy. Thế hóa ra là gì? Sư phụ mình nói với ni sư, và ni sư lại nói với các thầy cô giáo ở ngoài đó. Là đấy cụ Vạn Niên là cụ gửi gắm có chú tiểu đi học ở đấy. Người dân tộc thiểu số ở quê là nó không biết cái gì đâu, học hành kém lắm. Cho nên bây giờ nhờ các thầy các cô kèm cặp để cho chú ấy thành người. Sau này mình mới biết đấy. Hóa ra là mình là được, là đối tượng gì? Được để ý đặc biệt, cho nên bài văn đầu tiên mình tả là gạch đầu dòng, cô ấy đem lên cô bắt gì? Bắt đọc trước bảng để làm gọi là để cho mọi người họ cười mình thì mình mới phấn phát, mới học tập. Quả thật về là học tập. Cho nên trời mưa trời gió, sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào mà rảnh rỗi rỗi, không phải là ngày đi học, ai mời cái gì là đi hết. Mời đi xem phong thủy đi ngay. Mời đi cúng tụng kinh đổ đám cho người chết đi luôn. Người chết cũng vui, mà người gì tụng kinh cho người sống cũng vui, người chết cũng vui, miễn là gì? Cứ xong là được có một hai quyển sách này là được rồi. Có người mà cùng 10.000, nhà nghèo nghèo ấy thì họ xuống là gì? Có nhà nghèo thì họ không có tiền mua hoa quả thì họ một cân gạo, một bát gạo với là 10.000 xuống lễ tạ Phật tạ tổ. Thì được cái bà Vãi, bà cũng hiểu ý, cũng tinh, cũng hiểu ý lắm. Dặn bà Vãi trưởng dặn bà Vãi hộ là gì? Những cái tiền đó mà họ đến họ tạ lễ tạ sư bác, đi tụng kinh, đi độ đám, đi cúng ấy, thì các bà không được nhập vào hòm, không được nhập vào quỹ công đức Tam Bảo, mà cái tiền đấy là phải để cho sư bác gì đi học. May số mình thế là cũng may, trong cái rủi lại còn có cái may. Gặp cái bà Vãi nó bảo là tiền cứ mang lên dâng trên Tam Bảo là phải để đấy để bạch thầy trụ trì thì mình cũng chết toi luôn. Nhưng bà ấy dặn là cứ cái tiền nào mà người sư bác đi cúng, đi tụng kinh, đi độ đám, vân vân, thì để cho sư bác đi học, không được nhập vào quỹ. Cho nên chính vì thế mình mới có tiền để mua sách, mua vở, mua thỉnh kinh, thỉnh sách để đi học. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, tất cả những cái kiến thức cái ngày nay mà thầy có được một chút xíu này, một chút xíu thôi nhé, chút xíu thôi. Có được một chút xíu như thế này là một phần cũng do gì? Do cái sự
vượt qua những kham khổ, những khó khăn cái lúc mới làm chú tiểu, mới làm sư bác, mới làm tân tỷ khiêu, không ngại khó, ngại khổ. Đêm hôm khuya khoắt, nóng lạnh thế nào, người ta mời đi cúng, đi xem phong thủy, đi đổ đá vân vân, đều đi hết. Ngày xưa xin thưa quý vị còn gì? Trưa nắng 38, 40 độ, còn đội mũ thất Phật, chống gậy tích trượng đi gì? Đi dẫn lộ, đổ đám á. Đấy. Đi là mà người ta đi mà đi cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà đi từ đầu xã đến ra tới Nghĩa Trang phải 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà đi khổ cái dân ở đấy ngày xưa là đi độ, đi đám, toàn đi buổi trưa. Cứ 1 giờ, 1 rưỡi là đi đi đám, là cái tục lệ mà. Cứ buổi trưa như thế là đi 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 chôn. Buổi sáng là còn để cho viếng. Cứ 1 giờ, 1 rưỡi bắt đầu đi chôn. Ôi trời ơi, nắng nắng. Mà khổ, nắng thì mình đâu có được đội mũ. Đóng giả ông Phật để đi đi dẫn lộ độ đám thì phải đội mũ thất gì? Mũ thất Phật nó mấy cái tai tai bằng vải lên thôi, các vị, trên đỉnh đầu nó có gì đâu. Mà đầu của nhà chùa thì các vị nhìn thấy rồi, nó thế nào? Làm sao? Đầu các quý vị nó còn có chút tóc. Đầu của các thầy thì chẳng có tóc, cho nên nó đội cái mũ thất Phật lên, đi ra cái nắng 38, 40 độ C giữa lúc 1 rưỡi 2 giờ trưa. Nó khổ như thế. Nhưng nghĩ là gì? Thôi cứ đi. Thứ nhất là gieo duyên cho Phật tử. Thứ hai nữa là về, chiều chiều về là lại có mấy cái quyển kinh. Ngày xưa nó khổ lắm. Xin thưa các quý vị, bây giờ các đệ tử của thầy kinh sách để đầy gì? Đầy tủ, bảo nó đọc, có khi hô nó đọc, báo nó đọc, có khi nó chẳng đọc. Đấy, kể cả Phật tử chúng ta thấy thế thôi. Thỉnh quyển kinh về chắc gì đã đọc. Thỉnh về cứ để đấy, có khi dở ra xem một tí, mà còn bận lắm. Khổ nhưng chẳng biết là để có một quyển kinh đấy, xin thưa các vị thầy, phải mất bao nhiêu công sức, gian khó, thậm chí là nhục nhã. Có những lúc thì kể là đi cúng ở trong Vân Hòa ấy. Đấy, đi làm lễ hô thần nhập tượng trong Vân Hòa ấy. Đi vào muộn buổi sáng, hẹn buổi sáng, nhưng mà sáng mình không làm lễ được, phải đi họp ấy. Ngày xưa mới lên đây này, mới lên chùa Khai Nguyên này, năm 2003 này, đi họp ấy. Đi họp ở trên thị xã Sơn Tây, họp ban trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây ấy. Ngày xưa có điện thoại đâu. Người ta đến nhờ, thế là nhận lời người ta, là ví dụ sáng mai sẽ vào làm lễ cho người ta. Thế nhưng mà bất chợt thì chiều nay là có người nhận được cái tin là ban trị sự Phật giáo thị xã họp, thì mình phải đi họp sáng mai, hẹn bà vãi ra buổi chiều. Thế người ta ra đoán mình không thấy đâu đấy. Thế bảo bà vãi thôi, hẹn người ta buổi chiều. Thế chiều vào làm lễ cho người ta đấy. Người ta để cho lễ xong xuôi, người ta mới ra chỉ mặt, người ta chửi cho. Sư lừa đảo rồi, sư ăn bao nhiêu tiền của bố mẹ tôi mà sư lừa đảo làm cho cả nhà, cả họ nhà tôi phải chờ. Từ sáng đến chiều mới vào. Đấy, khổ thân, mình có lừa người ta cái gì đâu. Còn chưa thấy một đồng tiền người ta to nhỏ ra sao. Người ta đến thỉnh thì người ta nhờ một cái bà vãi người gốc ở Sơn Đông đây. Và có ông cụ, bà cụ trên 90 gần 100 rồi, con cái đi làm miền Nam hết, không ai ở nhà. Đấy, có tâm thờ Phật. Thỉnh mấy thầy rồi, thỉnh các thầy rồi, không thầy nào đến, các thầy bỏ xa, các thầy không đến. Thế mình nghĩ bụng là gần 100 tuổi mà có tâm thờ Phật như thế này là quý lắm, cho nên mới nhận lời ngay là đi giúp đi. Vì bảo con cái ở hết trong miền Nam, có mỗi hai ông bà già trên 90 gần 100, gần 100 tuổi, yếu không đi được. Nghe lời bà vãi, nhận lời đi. Nhưng bà vãi ra thỉnh miệng không, nó có mang cái gì đâu. Mình chẳng biết là hôm sau đi. Khi người ta chửi thì mình không biết là lễ lạc người ta cúng cái gì hay gì mà con người ta chửi là lừa đảo rồi lấy bao nhiêu tiền người ta. Đó. Thế mình nghĩ hay là sáng nay người ta ra đón bà vãi hộ ở nhà, bà ấy nhận tiền người ta, nhận lễ nhận tiền người ta, mình cũng chẳng dám nói gì. Mình cứ bảo thôi nhà chùa thì buổi sáng bận họp để các bác hoan hỉ. Khổ, vào làm lễ thì có mấy biết là 4-5 đứa con người ta ở trong vườn đấy hết, có đứa nào miền Nam đâu. Mà làm lễ ai, làm lễ hô thần nhập tượng là đi thịt cả thịt gì? Thịt chó. Thịt con chó nó ăn uống với nhau cả làng cả xóm, hơn chục mâm. Cái con chó hơn chục cân nó thịt nó chén với nhau. Ma xui quỷ khiến thế nào mà buổi sáng hôm đấy mình mà vào
lễ buổi sáng chắc buổi trưa sẽ được một bữa no nê. Nhưng may mà thì mình thất hẹn cho nên chỉ bị chửi thôi, chứ không phải gì, không phải làm một bữa với nhà họ ở đấy, chết toi. Đấy, các vị thấy không? Có những gì, để có một chút cái kiến thức nhỏ nhỏ như ngày hôm nay, nó phải trải qua bao nhiêu gì, bao nhiêu những cái trận mà bị họ coi thường, rồi họ chửi bới, rồi họ bảo mình lừa đảo các thứ ABC. Nhưng có cái gì đâu. Từ ngày xưa cho đến bây giờ, thầy đi làm lễ cho bất cứ ai, bây giờ thì không, là ngày xưa cơ, đi làm lễ cho bất cứ ai không bao giờ đòi hỏi một cái gì hay người ta phải bao nhiêu mới đi làm lễ. Cứ đi làm lễ, họ xuống mời là đi làm lễ. Nhà giàu, nhà nghèo nhận lời hết. Ngày xưa là nhà nào cũng đi, không phân biệt giàu nghèo. Cứ đi xong họ mang xuống, họ cúng chùa lễ tạ bao nhiêu, đấy là việc của họ. Mình không bao giờ đòi hỏi một cái gì cả, cũng không bao giờ phải có cái giá bao nhiêu mới đi. Kể cả cúng ở chùa cũng thế. Cũng may mắn là ngày xưa, từ ngày xưa xuất gia đã giữ được cái tâm như thế rồi. Nhưng nếu ngày xưa mà không đi tụng kinh niệm Phật cho họ, không đi đổ đám, mà không nhận một vài chục nghìn, vài nghìn cái sự cúng dường của Phật tử, thì làm gì có sách vở, làm gì có kiến thức như ngày hôm nay. Vì không có sách vở thì làm gì có phương tiện để mà học. Ngày đấy không có mạng như bây giờ. Đó. Cho nên nghe các cụ giảng nói về gì, về tên tự, tên hiệu á, thích quá. Cho nên tự mình cũng đặt cho mình một cái hiệu là gì? Hiệu là Thường Chiếu. Thường Chiếu là gì? Ngày xưa đọc thấy sách cái vị thiền sư Thường Chiếu, các tổ thông minh chính trực, tu hành tinh tiến và được giác ngộ tâm tông và thấu triệt thiền lý. Cho nên thấy các tổ sau khi ngộ đạo, các tổ hoằng pháp và làm nhiều Phật sự hay quá. Cho nên mình lúc đó chỉ có mỗi cái thấy các cụ, mấy cụ có cái pháp danh là Thường Chiếu đó, các cụ đều là những bậc cao tăng, cho nên thích quá mình cũng muốn đặt cái tên theo gì, theo tên của các cụ, để mình noi được các cụ, học theo các cụ được một chút xíu thôi. Cho nên thích cái tên là Thường Chiếu. Đấy, đơn giản thế thôi. Đó. Ngày đấy chỉ có đơn giản thế thôi, thích như thế. Chưa sâu xa về chữ Hán, chưa biết nhiều, chưa sâu xa, thích cái tên là Thường Chiếu. Cho nên mới đặt cái gì? Là hiệu là Thường Chiếu. Còn tự là gì? Tự là Pháp Tịnh. Đó. Tự là Pháp Tịnh thì ý nghĩa là gì? Là tất cả các pháp nói ra nó đều phải thanh tịnh, đều phải bình đẳng, và đều phải phù hợp với lời Phật dạy, và đều phải là chính pháp để phá mê khai ngộ cho chúng quần sinh. Chứ không thể được vì một cái chút danh văn lợi dưỡng nào đó mà lừa đảo, mà gạt gẫm tín đồ Phật tử nhân dân. Cho nên pháp là để tu tâm dưỡng tính, pháp là để phá mê khai ngộ, pháp là để chuyển phàm thành thánh. Chứ không phải pháp là để lừa gạt chúng sinh, để kiếm tiền, để hưởng thụ. Cho nên mới đặt cái tên này. Tự là gì? Là Pháp Tịnh là gì? Cho sâu chuỗi này. Đạo Thịnh này, Thường Chiếu này, Pháp Tịnh này. Hay là Thường Chiếu, Pháp Tịnh rồi Đạo Thịnh. Hay là Pháp Tịnh, Thường Chiếu, Đạo Thịnh, vân vân. Thành một cái vòng tròn như thế. Và từ ngày đó là đi học là thấy cái đó, đặt cái tên nó như thế để làm gì? Để phấn đấu. Chứ không phải là đặt tên đó là thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát, hoặc là ngang hàng Phật Tổ luôn đâu các quý vị. Đặt tên hiệu, tên tự như thế để gì? Để phấn đấu. Mỗi khi mình làm sai, mình nghĩ sai, mình nói sai, thì lại quán chiếu vào cái tên pháp danh mà sư phụ thầy tổ mình đặt cho. Rồi cái tên mà mình yêu thích mình đặt để là để phấn đấu, để tu tập Pháp Tịnh là để gì? Hướng về phấn đấu và tu tập cho bản thân. Rồi đem cái giáo pháp ấy để có thể đi giúp cho mọi người, phải lấy chính pháp để độ đời. Và Thường Chiếu là thường gì? Thường Chiếu giống như gì? Phải lấy trí tuệ để
chiếu phá những chỗ tối tăm tham sân chi mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dây công thủ ấy. Trước là để chiếu phá tâm mình, sau nữa là để gì? Để soi rọi cho những người có duyên, vân vân. Cho nên đấy, qua cái tên gì, ngài Thật Hiền Đại Sư, tự là Tư Tề, hiệu là Tỉnh Am này, thì thầy mới giải thích là thế nào là tên, thế nào là hiệu, thế nào là tự. À, như thế để chúng ta nắm được. Ngài người đời nhà Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục, từ thuở bé ngài không ăn cá thịt, nhớ nhé, từ bé sinh ra đã không ăn cá thịt. Ở đây chúng ta có con cháu nhà ai từ bé sinh ra cho đến nay không ăn cá thịt, tức là cháu nó cũng có gì, có duyên với Phật Pháp ở nhiều đời nhiều kiếp trước rồi đấy. Nhưng mà nếu mà không gặp được duyên lành thì cái nhân duyên đời trước bị gì, bị thôi trụt và bị thoái chuyển mất. Nhưng ngài Tỉnh Am này rất là may, cái nhân duyên của ngài ở đời trước có tu tập, đến đời này sinh ra từ bé đã không ăn cá thịt, nhưng lớn lớn lên một chút thì lại được xuất gia. Cho nên cái hạt giống Bồ Đề ấy luôn luôn được gì, được sinh trưởng trong một cái môi trường gì, Phật Pháp. Chính vì vậy cho nên ngài mới gì, mới thành tựu được đạo quả. Còn chúng ta, nếu như mà các con các cháu mình có duyên như thế rồi mà mình vì thương con thương cháu cho nên có khi nó xin xuất gia là gì, ngăn cản, tìm mọi cách để ngăn cản, nó lại như là Đức Vua Tịnh Phạn ngăn cản Thái tử Tất Đạt Đa ấy. May là Thái tử Tất Đạt Đa ngài gì, chỉ xuất trần quá mạnh cho nên ngài mới gì, mới trốn vua cha và vợ con vượt thành xuất gia, mới thành Phật, mới có Phật giáo như ngày nay chứ. Mà còn ngài cũng yếu yếu ớt ớt, không vượt qua cái tình cảm nữ nhi khuê các và vợ chồng con cái, thì chắc chắn chúng ta đâu có đạo Phật xuất hiện ở thế gian như bây giờ các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta thấy từ bé ngài không ăn cá thịt, sau khi xuất gia tham cứu câu niệm Phật là ai, được tỏ ngộ và nói tôi đã tỉnh giấc mơ. Ngài tham cứu câu niệm Phật là ai? Thế nào là tham cứu câu niệm Phật là ai? Tức là ngài chuyên gì? Chuyên ngồi thiền và quán tưởng cái câu gì? Niệm Phật là ai? Vì ngài thường là niệm Phật, nhưng người niệm Phật là ai mới là quan trọng. Chúng ta bây giờ niệm Phật bảo ạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ thầy là người đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế có người đến hỏi, người đang niệm Phật là ai? Thầy là tôi. Hay gì? Là thầy. Tôi trước khi sinh ra, hay trước khi cha mẹ chưa sinh, cái tôi ở đâu hay là ông ở đâu? Tịt chả trả lời được nữa. Vì chúng ta chỉ biết từ khi cha mẹ sinh ra cho đến nay thôi. Còn kiếp trước chúng ta từ đâu đến, nhập vào bào thai chúng ta có biết không? Không biết thì tịt. Đấy là tịt, mà tịt không trả lời được thì gọi là mù mù mờ mờ, mù mù mịt mịt, không biết kiếp trước là ai, cũng chẳng biết kiếp sau sẽ đi về đâu. Tu thì cứ tu thôi, niệm Phật mà chẳng biết ai đang niệm. Nhưng tổ tham cứu câu niệm Phật là ai, liền là gì? Hoát nhiên đại ngộ, biết được mình là ai, từ đâu đến đây, ABC đều biết hết. Giống như trong căn phòng này, căn phòng tối là được bật bóng điện lên thì nó sáng hết, giống như màn đêm tối được ánh sáng của mặt trời chiếu rọi sáng suốt, minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, thấy muôn sự muôn vật ở trước mặt chúng ta vậy các quý vị. Cho nên ngài thấy được rồi, rồi mình gọi là gì, niệm Phật ở đây gọi là niệm Phật đạt đến cái mức độ gọi là gì, gọi là đạt được niệm Phật ở tam muội hiện tiền, tức là chứng được các thần thông, biết được các đời trước kiếp trước của mình, biết mình từ đâu đến, ai là người đang niệm Phật, vân vân. Cho nên ngài mới nói được tôi đã tỉnh giấc, giấc mơ đó. Kế tiếp là gì? Đại sư sau khi giác ngộ như thế, niệm Phật được hoát nhiên đại ngộ như vậy thì
đóng cửa nhập thất 3 năm ở tại chùa Chân Tịnh. Đó, đóng cửa nhập thất 3 năm, không tiếp xúc với ai, một lòng chỉ lễ Phật, niệm Phật và chuyên tu thiền quán, vân vân. Ngày thì duyệt ba tạng, tức là ban ngày thì xem Tam Tạng Thánh Điển, kinh, luật và luận. Đêm thì chỉ câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà, Đà Phật hoặc A Di Đà, Đà Phật. Mãn thất 3 năm, tức là sau 3 năm thì kỳ nhập thất đã mãn, đã đủ đó. Ngài đến Mậu Sơn lễ xá lợi ở tháp A Dục Vương, tức là đến núi, đến chùa Mậu Sơn, ở núi Mậu Sơn đó, để lễ tháp xá lợi của do A Dục Vương xây dựng từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn được mấy trăm năm. Nhằm ngày Phật Niết Bàn, đại sư họp nhiều hàng đạo tục, tức là cho nhóm họp tăng ni Phật tử vào, các đệ tử vào. Đại sư nhóm họp đạo tục, mọi người chuẩn bị trai nghi, đồ vật phẩm cúng dường rất là nhiều. Rồi tổ sư trong ngày lễ đó, Ngài đã đốt ngón tay trước ban Phật và phát 48 đại nguyện. Chúng ta bây giờ học Phật dám đốt cái gì không? Đốt một chút phiền não sân si thì tiếc xót ruột ra, đúng không? Đốt chút thì xót ruột ra. Hôm rồi có người nhắn tin cho thầy, phải gọi phải đến hàng mấy cuộc điện thoại. Thì thầy bận không nghe máy được. Xong nhắn tin mình đang họp và không nhắn lại được. Nhắn tiếp tin nữa. Con là Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C đấy. Thôi đây, tin nhắn thì chắc thầy xóa rồi. Thì thầy thấy không nên để làm gì cho nó trong máy làm gì cái tin nhắn kiểu như thế. Nhắn tin rằng con mấy tháng trước con về chùa, con có đăng ký cúng dường một pho tượng Quan Âm 5 triệu ấy, có cái tượng Quan Âm nhỏ nhỏ 5 triệu. Nay con lên chùa không gặp thầy, không biết là pho tượng của con đấy thầy đang thờ ở chỗ nào, tầng nào, ô bao nhiêu, để cho con biết con phát tâm nó đúng với mục đích của con. Thế thầy bảo Phật tử, thầy nhắn lại hỏi Phật tử cúng lâu chưa. Nghe thầy nhắn tin một cái gọi điện luôn, bấm máy luôn, thì thầy thấy họ bấm máy thì phải nghe. Nghe bắt đầu Phật tử nói là ngày đấy con lên gặp bà sư cô với bà vãi ở trên Tam Bảo, con cúng pho tượng Quan Âm. Thì hỏi cúng Quan Âm to hay Quan Âm nhỏ, và Quan Âm nhỏ 5 triệu. Cúng từ ngày đấy cũng phải được hơn năm rồi. Nay có duyên lên chùa trở lại, không biết là thầy đã làm tượng cho nhà con chưa? Làm rồi thì thờ ở đâu? Ở tầng nào? Ô số bao nhiêu? Thế thầy mới bảo là cái này thì thực sự là thầy là trụ trì. Nhưng mà cái tượng đó thì thầy cũng không biết là Phật tử cúng vào đó các sư nhận có nói báo là tượng gì không. Và Phật bảo là tượng gì, tượng Quan Âm 5 triệu. Thầy bảo, thế thì cái đấy chắc thờ trong đại tượng. Thế bảo đại tượng thì ở tầng nào? Thầy bảo đại tượng thì chắc ở tầng 2, tượng Quan Âm tầng 2, tượng Địa Tạng ở tầng 1. Còn một số các tầng bên trên thì vẫn chưa làm xong, vẫn đang làm, chưa xong. Thầy bảo con muốn biết đồng tiền chúng con bỏ ra cúng dường là phải gì? Phải được biết là nó thầy làm chưa và làm ở đâu, con muốn biết. Lần sau con lên lễ thì con còn biết. Đấy là tiền của nhà con, phát tâm. Mình nghĩ bụng từ khi xuất gia đến giờ, nay là lần đầu tiên gặp một người Phật tử họ kỹ như thế. Cũng có thể là qua cái sóng gió trên mạng xã hội vừa qua ấy, có thể họ không còn tin vào
không còn tin vào Tam Bảo và không còn tin vào chư Tăng nữa. Và họ nghĩ rằng sư nào cũng như thế. Sư nào cũng lợi dụng Tam Bảo, lợi dụng chùa chiền, lợi dụng khuyến hóa tín đồ Phật tử để giả làm Phật sự. Xin thưa các quý vị, các quý vị muốn biết ở chùa Khai Nguyên này các thầy ở đây làm thật hay làm giả, hãy hỏi những Phật tử thân tín của chùa là vái trung, là vái trưởng của chùa, vái khang là vái phó của chùa ở Khai Nguyên này, còn trên tản viên là ông Hai Nhị á, là tổ trưởng của đạo tràng, còn cô Hoa là tổ phó, bà Tâm ở tổ sớ của Tịnh Tông Học Hội này này. Đấy, đấy là những Phật tử thân tín theo thầy từ lâu rồi. Dịp nào đến gần Tết chẳng gì, các ông các bà chẳng phải lo chạy sốt vó để công cho thợ. Các vị cúng được một đồng thì làm đến hai ba đồng. Nếu không như thế các vị làm sao ạ? Khi đồng thổ cái đại tượng Phật A Di Đà về bình thế giới, trong túi có mấy triệu thôi. Nhưng vì cái tâm nguyện, vì muốn cho Phật Pháp được gì? Được hưng long, vì cho Phật giáo Việt Nam được phát triển, vì cho tín đồ Phật tử và nhiều người dân đến nhìn thấy tôn tượng mà từ đó khởi một chút cái tâm bồ đề nho nhỏ, thấp thoáng. Sau dần từ cái chỗ tâm bồ đề phát khởi thấp thoáng nho nhỏ, lúc có lúc không ấy, và một ngày nào đó, một lúc nào đó đủ duyên họ được gì? Được quy Tam Bảo, được nghe Phật Pháp, họ được hiểu sâu thêm về giáo pháp của Đức Phật. Từ một cái lần đi lễ nhìn thấy tôn tượng ôi to quá, ôi đẹp quá, ôi trang nghiêm quá, họ khởi một chút cái lòng thành, họ xá xuống một cái. Và trong Kinh Pháp Hoa nói rằng gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật thọ ký cho là thời mạt pháp. Chỉ cần có thiện nam tín nữ đến nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, chỉ cần gì? Chắp tay hoặc giơ một tay hoặc chỉ hơi cúi đầu xưng gì? Xưng mô Phật hoặc xưng nam mô Phật. Thì Đức Phật cũng thọ ký cho người đó nhờ cái nhân hơi cúi đầu xưng mô Phật ấy mà cái hạt giống bồ đề bắt đầu được. Được gì? Được trồng, gieo trồng vào trong A Lại gia thức tâm của họ. Và khi hội đủ duyên lành thì cái hạt chủng tử, hạt giống bồ đề trong A Lại gia đó được gì? Được sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, thậm chí là đơm hoa kết trái. Cho nên thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này chỉ với một mục đích duy nhất, đó là báo Phật ân đức, làm phương tiện để tiếp dẫn hậu lai, chứ không có một mục đích gì khác.